Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 70 đến chương 74. Bầu trời đêm tối đen, trăng tròn như chiếc mâm bạc treo trên cao, rót xuống dưới ánh trăng như nước trong. Trong cơn gió mùa hè, núi rừng tươi xanh khẽ khàng vươn ra cành lá xanh biếc, thác nước ảo ảo đổ cũng không che lấp được tiếng kêu ồn ã của đàn dế đàn hương. Khương Nguyên dẫm lên bãi cỏ xanh, lén lút đến gần một con lợn rừng. Con lợn rừng này đang vùi đầu xuống đất, thở phì phò, phì phò ủi bùn đen trên mặt đất, tìm kiếm run đất trong cỏ xanh và đất bùn. Lợn rừng là một loại động vật ăn tạp, chúng nó không chỉ ăn run đất mà còn ăn trứng chim, giỏi về săn bắt thỏ hoang, chuột, thậm chí cả rắn, bò cạp, các loại sinh vật có độc. Khương Nguyên chậm chậm đến gần con lợn rừng từ phía sau. Dưới ánh trăng sáng ngời, bộ lông màu xám đen của lợn rừng rất dễ nhìn thấy. Thân hình nó cường tráng, bốn chân to ngắn, lông bồng trên lưng vừa dài lại vừa cứng, trên tai cũng có lông nhưng rất thưa thớt, giống như từng cây kim đứng thẳng. Bốn chân của nó đứng trên đất, mỗi chân đều có bốn ngón nhưng chỉ có hai ngón giữa chạm đất. Cái đuôi của nó vừa nhỏ vừa ngắn, chốc chốc lại vung lên hạ xuống, xua đuổi những con muỗi bay xung quanh. Bỗng nhiên, nó dừng ủi đất kiếm ăn mà ngừng phát đầu lên, đồng thời tay nhọn dựng thẳng, nhanh chóng rung rung mấy cái. Mặc dù Khương Nguyên kịp thời dừng bước nhưng vẫn bị lợn rừng phát hiện ra. Nó nhanh chóng quay người, phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Phương Nguyên cũng không thấy bất ngờ, động vật hoang dã không giống với gia súc, chúng khá là nhạy bén. Nhất là lợn rừng, khứu giác của chúng vô cùng nhạy nên mới có thể tìm được rất nhiều ổ chim bí mật. Cho dù con lợn rừng này không nghe được động tĩnh gì, nhưng chờ đến khi Khương Nguyên đến gần nó khoảng trăm mét thì nó cũng có thể ngửi được mùi trên người Khương Nguyên rồi phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Mặc dù bây giờ trên người Khương Nguyên có 5 con cổ trùng Xuân Thu Thiền, Tử Trùng, Nguyệt Quang Cổ, Tiểu Quang Cổ, Bạch Thị Cổ, nhưng mà phối hợp cũng không hợp lý, không hoàn chỉnh. Nếu như có một con tỏa khí cổ che đậy mùi, cộng thêm một con tiểu bộ cổ che giấu tiếng bước chân thì hoàn toàn có thể lặng lẽ không tiếng động đến gần lợn rừng trong khoảng cách 10 bước. Nhưng nếu có thêm hai con cổ nữa thì Khương Nguyên phải nuôi 7 con cổ trùng, tiêu hao quá nhiều nguyên thạch, rất khó nuôi nổi. Cổ sư bình thường chỉ có thể nuôi khoảng 4-5 con cổ trùng cùng cấp bậc, cho nên cổ sư thường không hành động một mình mà tạo thành tổ đội 5 người, hoặc ít nhất cũng sẽ có 3 người. Trong tổ đội sẽ có người chuyên phụ trách về điều tra, có người phụ trách tiên phong, có người phụ trách tấn công có người phụ trách trị liệu, có người phụ trách phòng thủ. Khương Nguyên không ngừng bước chân, tiếp tục đến gần lợn rừng. Con lợn rừng gầm nhẹ, bồng trên cổ của nó dựng thẳng một túm lông màu trắng, thứ này biểu hiện ra là nó đang kích động. Khi Khương Nguyên bước đến gần sát, hạn mức cuối cùng trong lòng lợn rừng cũng bị phá vỡ. Chân trước của nó đào đào đất ba lần, sau đó bốn cái chân cường tráng bước ra, nó cúi đầu, vọt về phía Khương Nguyên. Răng đanh nó lòi ra ngoài, cong ngược về phía trước, hình thành hai cái nanh trắng như tuyết dưới ánh trăng cái nanh lóe lên bén ngót đâm thẳng về phía khương nguyên khương nguyên hoàn toàn chưa có loại cổ trùng phòng ngự nào nếu như bị cái nanh này đâm trúng thì bụng hắn sẽ lập tức bị đâm xuyên qua dạ dày bị chọc thủng đến lúc đó hắn không chết thì cũng là trọng thương nguyệt quang cổ sắc mặt khương nguyên vẫn bình tĩnh hắn động ý niệm nguyệt quang cổ đang ở trong lòng bàn tay phải lập tức hấp thu chân nguyên rồi phát ra quầng sáng xanh thẳm hòa lẫn vào ánh trăng trong trời đêm Lợn rừng vọt mạnh đến, Khương Nguyên vung tay phải lên bổ ra. Xoẹt một tiếng, nguyệt nhận bay ra, bắn vào trên mặt lợn rừng, máu tươi lập tức phun ra. Lợn rừng đau đến giống lớn, hóa lửa giận trở thành động lực, nó xông lên càng nhanh hơn, chớp mắt đã vọt tới trước mặt cách Khương Nguyên vài bước chân. Khương Nguyên nhanh nhẹn nhảy, lăn, lật qua một bên. Con lợn rừng xông thẳng qua bên cạnh hắn, phịch một tiếng, nó đâm thẳng vào một gốc cây nhỏ sau lưng Khương Nguyên. Thân cây nhỏ này chỉ cỡ bằng cỡ cánh tay người, bị lợn rừng đâm một cái, nó lập tức bị tàn phá, cả thân cây cũng gãy ra làm hai khúc. Khương Nguyên đứng lên, nhanh chóng tiếp cận con lợn rừng, đồng thời, tay phải liên tục vung nguyệt nhận. Nguyệt nhận màu xanh thẳm xẹt qua thành từng đường thẳng ở trên không trung, bắn vào lợn rừng. Trên da lông màu xám cho của nó lập tức tăng thêm vài vết thương nhỏ dài. Những vết thương này rất sâu, máu tươi không ngừng ồ ạt chảy ra. Nguyệt nhận mà Khương Nguyên dùng chân nguyên cao dai thúc dục có thể lập tức chặt đứt phần xương sọ cứng nhất. Thế nhưng đến trên người con lợn rừng này, nguyện nhận lại chỉ có thể tạo thành thương tổn ngoài da, không nguy hiểm đến xương cốt. Một con lợn rừng nho nhỏ mà đã mạnh mẽ như thế, sự tàn khốc của hoàn cảnh sinh tồn ở thế giới này đến mức nào, qua đó là có thể thấy được một hai. Con lợn rừng gầm nhẹ, một lần nữa vọt về phía Khương Nguyên. Trong quá trình nó xông đến, máu tươi từ vết thương vẫn không ngừng tuôn ra. Khương Nguyên lặp lại mánh cũ, một lần nữa nghiêng người qua một bên, tránh thoát tấn công của nó. Tuy rằng con lợn rừng dũng mãnh, thế sông lên rất mãnh liệt, nhưng nó có một khuyết điểm, đó chính là khả năng đổi hướng yếu kém. Tốc độ của nó càng nhanh thì sẽ càng khó đổi hướng, cứ như vậy, hầu như mỗi lần sông nó đâm thẳng tắp. Chỉ cần cổ sư can đảm lại thận trọng thì cũng không khó tránh thoát. Vù vù vù. Mỗi lần lợn rừng sông đến, Khương Nguyên lại vung tay phóng mấy cái nguyệt nhận khiến vết thương cũ của nó lại trồng thêm vết thương mới. Nó càng tức giận, máu càng chảy nhiều. Sau vài lần như thế, động tác của nó chậm lại, tiếng gầm rú cũng có vẻ yếu ớt đi. Tiểu quang cổ Lần này Khương Nguyên không chỉ thúc giục nguyệt quang cổ mà còn điều động chân nguyên rót vào bên trong tiểu quang cổ. Sau khi nguyệt quang cổ được luyện hóa, nó vẫn luôn sống ở trong lòng bàn tay phải Khương Nguyên, hóa thành một hoa văn hình trăng non màu xanh nhạt. Sau khi tiểu quang cổ được luyện hóa, nó cũng ở bàn tay phải, hình thành một hoa văn sao năm cánh màu trắng ngả. À. Lúc này, chân nguyên màu xanh lục đậm đồng thời rót vào hai con cổ. Nguyệt quang cổ tỏa ra ánh sáng màu xanh thẳm, tiểu quang cổ thì hiện ra ánh sáng màu trắng ngà. Ánh sáng màu trắng ngà hòa vào ánh sáng màu xanh thẳm, ánh sáng trắng vốn chỉ là một quầng sáng nhỏ lập tức lớn thêm gấp rồi. Đi, tay phải Khương Nguyên lại bổ ra, một nguyệt nhận đã được tăng cường nháy mắt bay ra. Nguyệt nhận do một mình nguyệt quang cổ thúc dục thì chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng sau khi cộng thêm phụ trợ của tiểu quang cổ, toàn bộ thể tích mảnh nguyệt nhận này đã phóng to ra gấp đôi, lực công kích cũng tăng lên gấp bội. Ù. Nguyệt nhận bắn trúng cổ lợn rừng, nháy mắt đi vào trong da lông màu xám của nó, tiếp đó lại bay ra khoảng 3 4 mét, nhanh chóng tiêu tan trên không trung. Xì. Sì. Lợn rừng dừng lại tại chỗ, đứng bất động một lát, sau đó máu tươi phun trào ra ngoài giống như dòng suối phun đỏ thấm. Nó ngã ầm xuống đất, hơn nửa đầu sọ bị bổ ra, máu phun trào ra ngoài, chỉ còn một miếng da nhỏ dính lại một mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi. Khương Nguyên không dám chậm trễ, hắn giơ ngón tay chỉ về phía con lợn rừng đã ngã xuống đất. Bạch thủy cố vốn sống trong không khiếu của hắn lập tức hóa thành một vệt sáng trắng ngà, chui vào trong cơ thể của lợn rừng. Khương Nguyên đứng nguyên tại chỗ, căng thẳng canh chừng. Tuy rằng trên bản đồ gia thú cho thấy khu vực này tương đối an toàn nhưng mà thiên nhiên luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Và nhất có con mãnh thú nào đó bị mùi máu tươi hấp dẫn đến thì phải làm sao đây? Qua một lúc lâu, Bạch Thỉ Cổ lò đảo lắc lư bay trở về. Cả một con lợn rừng đã gầy hơn một nửa, chỉ còn lại da lông màu xám cho cùng với nội tạng dưới lớp da. Còn về phần thịt, phần lớn đã bị Bạch Thỉ Cổ ăn rồi. Nhưng kỳ quái là, Bạch Thỉ Cổ ăn số thịt lợn còn lớn hơn gấp ngàn lần cơ thể bản thân nó, thế mà cơ thể nó cũng không thay đổi chút nào. Thậm chí nó còn không dính một giọt máu, vẫn mang dáng vẻ một con bọ rùa màu trắng à. Ăn xong bữa này rồi, năm ngày sau lại đến giết lợn rừng. Khương Nguyên thu bạch thỉ cổ nhưng lại không có đi ngay mà lấy dao ra, da, cắt hai cái răng nanh của con lợn rừng xuống. Trên thân thể lợn rừng có ba thứ khá đáng giá. Thứ nhất là thịt lợn rừng, thứ hai là da lông, thứ ba là răng nanh. Bây giờ thịt lợn rừng gần như bị bạch thỉ cổ ăn sạch, da lông cũng bị nguyệt nhận cắt ra đầy vết thương, cho dù lấy đi thì cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có răng nanh này là còn có chút giá trị. Nó có thể làm thức ăn cho loại cổ trùng nào đó lấy thức ăn là răng, hoặc làm nguyên liệu hợp luyện tấn thăng cho một vài cổ trùng. Sau khi cầm răng nanh này giấu vào bí động trong khe đá thì Khương Nguyên liền trở về túc xá học đường. Hắn cũng không ngủ ngay mà khoanh chân ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Bên trong không khiếu, Nguyên hải ba đảo sinh diệt, sóng lên sóng xuống. Nay Khương Nguyên đã là cổ sư trung giai, sau khi sử dụng tử trùng để tinh luyện, hắn đã có được chân nguyên cao dài. Vì vậy, với bạn cùng tuổi bình thường, chân nguyên của bọn họ là màu xanh biếc trung giai, còn chân nguyên của Khương Nguyên lại là xanh đậm cao dài. Sau khi săn giết một con lợn rừng, chân nguyên trong không khiếu Khương Nguyên bây giờ chỉ còn dư lại hai thành ba phần. Sức chiến đấu của cổ sư nhất chuyển cũng không quá mạnh, hoặc có lẽ nên nói là hoàn cảnh thiên nhiên thật sự quá khắc nghiệt. Tuy rằng Nguyệt Nhận có thể làm gãy xương nhưng để giết chết một con lợn rừng bình thường, Khương Nguyên phải dùng đến hai thành chân nguyên cao dài. Bạch thỉ cổ Hắn nhắm nghiền hai mắt, tinh thần cũng đi vào trong không khiếu. Bên trong không khiếu, một luồng chân nguyên xanh đậm sông ngược lên, rót vào cơ thể bạch thỉ cổ. Bạch thỉ cổ lập tức tỏa ra ánh sáng màu trắng huyền ảo, chiếu rọi cơ thể Khương Nguyên. Nếu lúc này nhìn vào từ bên ngoài, từ bên trong cơ thể Khương Nguyên đang tỏa ra một luồng ánh sáng trắng trong nhà nhạt, nhạt. Mỗi tất ra tất thịt, mỗi một phần cơ bắp của Khương Nguyên đều đang đắm chìm trong ánh sáng màu trắng này. Một cảm giác tê dại ngứa ngáy xông lên đầu Khương Nguyên. Ánh sáng màu trắng đang cải tạo cơ thể hắn, làm cho từng giọt từng giọt sức mạnh dung nhập vào trong cơ thể, ở lại bên trong đó, không bao giờ rời đi nữa. Nhưng mà sau một lát, loại cảm giác tê dại này chuyển thành đau đớn. Loại đau đớn này thoạt đầu là tê tê giống như bị điện giật, tiếp đó thì biến thành đau đớn dữ dội giống như dùng dao lăng trì lên từng bắp thịt trên cơ thể. Khương Nguyên vội vàng dừng bạch thỉ cổ lại. Bất cứ việc gì tốt quá cũng hóa dở. Bạch thỉ cổ cũng không thể sử dụng quá mức, mỗi ngày chỉ nên sử dụng khoảng một khắc chung. Qua khoảng thời gian này, nó sẽ gây ra đau nhớ, mà đau đớn này còn càng ngày càng mãnh liệt. Nếu lúc đó lại cưỡng ép thúc dục lần nữa, không chừng sẽ làm cho người ta đau đớn tới chết. Thời gian trôi qua nhanh, giống như thoáng chốc thì đã đến trung tuần tháng 6. Đêm mùa hạ, trăng tròn vàng rực treo cao trên không trung, chiếu sáng khắp núi rừng. Gió thổi từng cơn, lá cây và ánh trăng cùng nhau trôi bình bồng. Ve kêu ếch ộp cùng nhau xuất trận, thỉnh thoảng sẽ có tiếng sói chu truyền đến từ nơi xa, vang vọng khắp núi rừng. Tại một bãi sông, nước suối chảy mòn qua những hòn đá tròn trơn màu trắng ở bên cạnh đó một cuộc chiến đang diễn ra con lợn rừng bị những vết thương mảnh dài và rất sâu trên khắp cả người bốn chân nó đạp đạp rồi lại xông về phía khương nguyên một lần nữa miệng vết thương chảy máu một vệt máu đỏ tươi rơi xuống khương nguyên đọ sức với nó không chút hốt hoảng con lợn rừng này đã trọng thương sắp chết nhưng lúc dã thú rơi vào loại trạng thái này là nguy hiểm nhất chúng nó phát ra dư quang cuối cùng của sinh mạng càng điên cuồng và khó chơi hơn. Không cẩn thận là sẽ hất tung lên, bị răng nanh đâm nát bụng. Nét mặt Khương Nguyên vô cùng bình tĩnh, dưới ánh trăng chiếu rọi, đôi mắt sâu thẳm hắn lóe lên tia sáng lạnh lùng. Hắn có kinh nghiệm lắng động lại của suốt 500 năm. Cùng lúc đắm chìm trong chiến đấu, hắn lại để một phần tinh thần thoát khỏi trận chiến này, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nhiều lần đi săn lợn rừng đều có những sinh vật khác tới quấy nhiễu, đôi khi là lợn rừng, còn có vài lần là chó sói, thậm chí từng có một lần dẫn đến một con hổ lang thang. Thời gian dần trôi qua, thế tấn công của lợn rừng cuối cùng cũng chậm lại. Hai mắt Khương Nguyên sáng ngời, hắn bỗng nhiên tiến nhanh lên vài bước, tiếp cận lợn rừng sau đó thấp người đưa vai, vác lợn rừng lên. Hay yi, y. Khương Nguyên khẽ quát một tiếng, gương mặt đỏ ửng, hai tay chống lên, nâng con lợn rừng lên cao. Lợn rừng yếu ớt vùng vẫy. Thân thể Khương Nguyên lung lay không vững, hắn sử dụng sức lực toàn thân, ném mạnh lợn rừng xuống ẩm một tiếng lợn rừng đập vào một tảng đá lớn ở bãi sông nó kêu gào thê thảm trong tiếng kêu còn kèm theo tiếng xương sườn gãy nó rớt xuống khỏi tảng đá lớn từ bên trong tai mũi miệng nó máu tươi nóng hổi phun trào ra từng dòng nó lại vùng vẫy mấy cái cuối cùng cũng tắt thở xung quanh khôi phục yên tĩnh nước sông chảy róc rách máu tươi đỏ thắm chảy xuôi theo dòng nước đến nơi xa sức của ta bây giờ đã có thể vác lên một con lợn rừng rồi đêm nay ta sẽ thử đẩy tảng đá lớn ở đường hầm. Khương Nguyên đứng tại chỗ thở hồn hển, trong đáy mắt ẩn giấu chút hưng phấn. Những ngày qua hắn không ngừng sử dụng bạch thủy cổ chiếu dọi cơ thể mình, nâng cao sức mạnh. Hắn cảm nhận một cách rõ ràng, sức lực của mình càng ngày càng mạnh. Trước kia, khi chiến đấu với lợn rừng hắn chỉ có thể sử dụng nguyệt nhận du đấu, nhưng bây giờ hắn thậm chí đã nâng được cả một con lợn rừng lên. Quá trình phát triển sức mạnh có bước tiến nhảy vọt. Đương nhiên, Bạch Thỉ Cổ sẽ không tăng cường sức mạnh cho Khương Nguyên một cách không giới hạn, mức độ cao nhất là trừ lực. Đến cực hạn này thì không thể sử dụng Bạch Thỉ Cổ để tăng lên nữa. Bây giờ ta đã có thể nâng được cả một con lợn rừng lên nhưng không có nghĩa là ta có thể đấu sức trực diện với lợn rừng. Giống như một tráng hán có thể nâng một tráng hán khác lên, nhưng vị tất sức mạnh giữa hai tráng hán sẽ chênh lệch nhau. Sức mạnh của ta còn có thể tăng lên nữa. Cho Bạch Thỉ Cổ ăn hết toàn bộ thịt lợn, Khương Nguyên lại dùng dao lấy răng nanh xuống cuối cùng là cắt nát bộ da lợn rừng vốn đã cực kỳ hư hại sau đó hắn mới đi vào bí động trong khai đá về phần thi thể con lợn rừng này cũng không cần hắn xử lý trong đêm hè dã thú tới lui thường xuyên đoán chừng chỉ trong chốc lát là dã thú sẽ ngửi thấy mùi máu tanh chạy tới dọn dẹp dùng khương nguyên nói đến cùng cho dù là có người phát hiện cũng không sao khương nguyên đã dùng dao gia công một chút những vết thương trên thân lợn rừng sẽ không còn nhận ra vết tích nguyệt nhận công kích nữa quay lại bên trong bí động bao phủ trong ánh sáng đỏ khương nguyên tiện tay vứt hai cái nanh lợn rừng vào trong góc nanh lợn rừng va vào nhau phát ra một tiếng vang giòn tại góc hang này nanh lợn rừng đã có một đống nhỏ đều là thành quả đi săn của khương nguyên gần đây khương nguyên chui thẳng vào đường hầm lại đi đến đoạn cuối một lần nữa đi vào bên trong tiếng bước chân ong ong vọng lại tầm nhìn toàn là một vùng ánh sáng đỏ lờ mờ mọi thứ đều không thay đổi tảng đá lớn vẫn ở nơi đó lẳng lặng nằm chắn ngang phía trước. Còn cái hố đào ra địa tàng hoa thì đã bị Khương Nguyên lấp lại. Hay, Khương Nguyên đi đến trước tảng đá, giơ hai tay lên, cố sức đẩy mạnh. Ấy vậy mà hắn đã trướng đỏ mặt, sử dụng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ nhưng tảng đá vẫn không nhúc nhích. Hiện giờ ta nhấc mạnh hết sức, mới gắng gượng vác được một con lợn rừng lên. Trọng lượng tảng đá lớn này ít nhất bằng khoảng 5-6 con lợn rừng cộng lại. Ta không đẩy nổi cũng là chuyện thường, truyền thừa của túy tiểu hành giả cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Khương Nguyên lóe lên, trong lòng tính toán. Hắn cũng không nản lòng, chỉ chui ra khỏi đường hầm rồi trở lại mật thất phía trên. Lấy ống trúc ở góc tường đến, Khương Nguyên khoanh chân ngồi xuống đất, mở nắp ống trúc ra, đổ ra bản đồ gia thú và những tờ giấy trúc bên trong. Hắn mở bản đồ gia thú, bắt đầu im lặng ghi nhớ, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay vẽ ra trên mặt đất những vết mờ mờ, giúp bản thân ghi nhớ. Từ ngày lấy được tấm bản đồ này, Hắn đã bắt đầu làm như vậy. Khương Nguyên không có cổ trùng có công dụng chữ vật, cũng không thể mang theo bản đồ gia thú bên mình. Nếu trên lưng đeo một cái ống trúc thì khi chiến đấu sẽ rất bất tiện. Cho nên, Khương Nguyên bắt đầu cố gắng ghi nhớ tấm bản đồ gia thú này vào đầu. Có một số việc tuy rằng phiền phức nhưng tốt nhất là phải làm. Người khi còn sống thường hay sợ hãi phiền phức mà không tích cực giải quyết thì cuối cùng sẽ gặp phải hoàn cảnh càng phiền phức hơn. Đạo lý này Khương Nguyên đã hiểu rõ từ kiếp trước. Lúc còn trẻ Chi nhớ thật tốt mà. Bây giờ ta đã ghi nhớ hơn phân nửa bản đồ trong đầu. Nếu như là lúc về già, ta mà học thuộc cái này, đoán chừng là vừa thuộc xong lại quên. Ha ha ha. Đương nhiên nếu ta có thư trùng thì sẽ cho nó ăn bản đồ gia thú. Từ nay về sau chỉ cần thư trùng không mất là ta có thể vĩnh viễn nhớ rõ tấm bản đồ này. Khương Nguyên có tử trùng, bạch thủy cổ thì lại bắt đầu được voi đòi tiên, mong muốn có được thư trùng. Giá trị của thư trùng tương đương với tử trùng và bạch thủy cổ, chúng đều là chủng loại quý hiếm trong cổ trùng nhất truyền, giá trị đắt đỏ, hơn nữa vẫn luôn trong tình trạng không đủ bán. Kiếp trước Khương Nguyên không có được tử trùng và bạch thủy cổ nhưng lại bất ngờ có được một con thư trùng. Về sau, con thư trùng này liên tục tấn thăng, bầu bạn với hắn suốt 60 năm. Quên đi, từ trước đến nay số lượng thư trùng rất ít ỏi, dù ta muốn thì cũng sẽ không có được trong thời gian ngắn. Thực ra thì sau khi sống lại đến nay, hoàn cảnh của ta không biết đã tốt hơn kiếp trước gấp bao nhiêu lần rồi. Kiếp trước, ở thời điểm này ta vẫn còn là nhất chuyển sơ dai mà những người khác như Khương Chính, Xích Thành, Mạc Bá đều đã đến cao dai và bỏ xa ta sau lưng rồi. Khương Nguyên không phải là loại người để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn suy nghĩ một chút rồi cũng bình thường trở lại. Đối với tiến độ hôm nay, hắn vẫn tương đối hài lòng. Bản thân hắn là trung dai, những người khác cũng là trung dai. Dựa vào tư chất loại bính mà hắn vẫn có thể đuổi kịp những bạn cùng lứa có tư chất loại giáp, loại ất thì rất không dễ. Trong chuyện này, tác dụng của tử trùng có công lao rất lớn. Ngoài ra thì chính là nhờ vào kinh nghiệm tu hành phong phú lão luyện của Khương Nguyên. Mặt khác, cũng là nhờ vào chính hắn. Hắn cướp bóc chấn lột tất cả bạn học, rồi dưới sự chỉ đạo của trưởng bối, những người này hăng hái rèn luyện công phu quyền cước. Vì vậy, vô hình chung chuyện này đã liên lụy đến tinh thần và thể lực của bọn họ, giảm bớt thời gian bọn họ ôn dưỡng vách hiếu. dẫn đến ở kiếp này, tu vi của bọn họ lại yếu kém hơn so với trong kiếp trước của Khương Nguyên. Nhưng cho dù là như vậy, bây giờ bọn họ cách cao dai cũng không xa. Dai tu luyện tiền kỳ của cổ sư xem như tương đối dễ dàng, trong thời gian ngắn là có thể thấy được hiệu quả. Nhất là ba người cổ nhật Khương Chính, cổ nhật Mạc Trần và cổ nhật Xích Thành, tu vi bọn họ đã có vẻ vượt qua Khương Nguyên. Theo việc tu hành không ngừng lên cao, tư chất hoặc là sự ủng hộ mạnh mẽ phía sau của ba người này đã bắt đầu thể hiện ra ưu thế rõ rệt. Cục diện vượt lên dẫn đầu mà Khương Nguyên gian nan tạo thành bằng việc sử dụng tử trùng đã gần như không còn tồn tại. Đương nhiên, Việc này cũng liên quan đến chuyện gần đây hắn đi săn và sử dụng bạch thỉ cổ tăng cường sức lực, phân tán tương đối nhiều thời gian và sức lực. Đoán chừng là theo thời gian, không lâu sau là sẽ có người dẫn đầu tấn thăng đến cao dài. Người đầu tiên đạt đến cao dài sẽ nhận được phần thưởng là 30 khối nguyên thạch. Nhưng phần thưởng này, ta không định tranh giành. Khương Nguyên đã sớm quyết định rồi. Nếu như bây giờ hắn tạm thời vứt bỏ bạch thỉ cổ, toàn lực trùng kích cao dài thì vẫn có hy vọng chiến thắng. Nhưng mà đây không phải là điều Khương Nguyên mong muốn. 30 khối nguyên thạch tuy tốt nhưng trước mắt hắn không thiếu nguyên thạch. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do bây giờ hắn đang cần phải khiêm tốn, che giấu bản thân, giảm bớt sự chú ý của người khác. Như vậy hắn mới có thể an toàn thừa kế truyền thừa của túy tiểu hành giả. Đây mới là mục đích chủ yếu nhất của hắn. Những phần thưởng trong học đường chỉ là một ít ngọn ngọt để kích thích học viên hăng hái tu luyện, cũng là một phần trong thể chế gia tộc. Cứ liên tiếc những thứ lợi ích nhỏ này thì thật không phải là điều người thông minh nên làm. Khương Nguyên ngừng nghĩ ngợi, lại chăm chú nhìn bản đồ gia thú. Bản đồ gia thú có hai mặt, mặt trước ghi chép tình hình ban ngày, còn mặt sau ghi chép tình hình ban đêm, trên đó các loại đường nét nhiều sắc đan xen nhau. Những đường nét này dù thẳng hay cong thì đều đại biểu cho ý nghĩa đặc thù. Chỉ có vương lão hán hiểu rõ nhất, đáng tiếc lão đã chết. Nhưng cho dù còn sống, buộc lão giải thích thì cũng chưa chắc lão nói thật. Những ngày qua, Khương Nguyên dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, lại đối chiếu với giấy trúc thì gần như đã thành công giải thích được toàn bộ dấu chéo màu đỏ chắc là đại biểu cho nguy hiểm cấm địa chỗ vẽ dấu chéo này hình như bị bầy lợn rừng bao quanh chắc là có một con lợn rừng vương lấy thực lực trước mắt của ta đụng phải lợn rừng vương chính là phải chết ừ khương nguyên nghĩ đến vương lão hán không khỏi hừ lạnh một tiếng dấu chéo đỏ ở khu vực này không hề có trên giấy trúc nếu Khương Nguyên thực sự tin tờ giấy trúc nọ thì e rằng một ngày nào đó sẽ chết dưới răng nanh của lợn rừng vương rồi. Vương lão hán này thật là lão luyện khôn khéo, lão muốn báo mối thủ giết con nhưng lại không tự mình động thủ mà mượn sức lợn rừng vương. Cứ như vậy, nếu như nó giết Khương Nguyên thì lão còn cũng không liên can. Nhưng mà ba nơi này vẽ vòng tròn màu đỏ là đại biểu cho ý nghĩa gì chứ Khương Nguyên nghi hoặc khó hiểu. Đây là điểm đáng ngờ cuối cùng trên bản đồ gia thú. Ba vòng tròn màu đỏ được ký hiệu ở ba nơi rất vắng vẻ, đồng thời cách nhau rất xa, xung quanh không có nhiều bầy thú, xem như là một chỗ an toàn nơi hoang dã. Dấu chéo đỏ đại biểu cho cấm địa, vậy còn vòng tròn đỏ thì đại biểu cho cái gì đây? Khương Nguyên rơi vào trầm tư lần nữa, thông thường mà nói, màu đỏ là màu bắt mắt nhất. Vương lão đầu vẽ vòng đỏ ở ba nơi này thì đại biểu cho ba nơi này này rất quan trọng với lão. Tiếc là ba nơi này quá xa, nếu không, ta đã tự mình đi thăm dò thử là sẽ biết rồi. Ngày hè nóng bức, gió núi mang theo hanh khô, núi Thanh Mao bốc hơi hừng hực. Chớp mắt đã đến kỳ hạn cuối tháng 6. Cổ Nhật Khương Chính, trong học đường, gia lão đang đọc tên. Cổ Nhật Khương Chính rời khỏi chỗ ngồi, bước đến trước mặt gia lão học đường. Dưới những ánh nhìn trầm chằm hâm mộ của bạn học xung quanh, Khương Chính nhận lấy một túi nguyên thạch nặng trĩu. Khương Chính, ngươi là người đầu tiên tấn thăng cao dài. Đây là phần thưởng của ngươi, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng lên. Gia lão học đường vui mừng cười, vỗ vỗ vai Khương Chính. Khương Chính vâng một tiếng, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn nhận lấy túi tiền rồi mang theo sự kích động trở về chỗ ngồi. Cuối cùng ta cũng làm được rồi. Người đầu tiên tấn thăng cao dai, ca ca, ngươi thấy chưa, rốt cuộc ta cũng thắng ngươi một lần. Đôi mắt hắn tỏa sáng lướt nhìn về phía Khương Nguyên. Khương Nguyên vẫn nằm ở trên bàn ngủ khò khò như cũ. Đêm qua hắn săn một con lợn rừng, sau khi trở về túc xá, hắn lại dùng bạch thủy cổ chiếu dọi thân thể, còn hấp thu chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch rồi dùng tử trùng tinh luyện. Cuối cùng hắn còn dùng chân nguyên cao giai ôn dưỡng vách khiếu, liên tục bận đến lúc hừng đông. Hắn vội vội vàng vàng ăn sáng, mãi đến lúc lên lớp thì gục xuống bàn không dậy nổi. Hắn thực sự đã quá mệt mỏi, tu hành cổ sư cũng không thể thay thế giấc ngủ được. Hừ, cho dù ngươi không thừa nhận rồi giả bộ ngủ thì đây vẫn là sự thật. Ca ca, rốt cuộc ta cũng vượt qua ngươi. Đây là lần đầu tiên, tiếp đó sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba khương chính siết chặt hai nắm tay lần thành công này có ý nghĩa rất lớn đối với hắn cuối cùng làn khói mù mà khương nguyên phủ lên bấy lâu nay đã bị hắn vạch ra một kẽ hở để rồi mang một tia sáng chiếu xuống tuy tia sáng này rất rất nhỏ nhưng lại mang đến cho khương chính niềm hy vọng và khích lệ vô tận hừ lại bại bởi khương chính cổ nhật mạc bá ngồi khoanh tay tại chỗ có hơi không cam lòng đây là ưu thế của tư chất loại giáp sao khốn kiếp cổ nhật xích thành sa sầm nét mặt tu hành càng lâu hắn càng cảm nhận sâu sắc được lợi ích của tư chất nổi trội. Cho dù là sau lưng của hắn có ra ra cổ nhật xích luyện giúp đỡ, mà hắn cũng vô cùng nỗ lực nhưng vẫn bị Khương Chính vứt lại ở phía sau. Nếu như ta có một con tử trùng cộng thêm ra 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 tay trợ giúp thì chưa hẳn ta không thể thắng được Khương Chính. Huynh đệ phương ra khốn kiếp, đệ đệ thì là loại giáp, chèn ép chúng ta. Ca tuy là loại bính nhưng lại có tử trùng. Tại sao chuyện tốt trên thế giới này đều bị bọn chúng chiếm hết chứ? trong lòng cổ nhật xích thành vô cùng cam tức. Lần này là Khương Chính dẫn đầu đột phá đến cao dài. Chuyện này cũng phải, ai bảo hắn có tư chất loại giáp. Đúng vậy, ngay cả Mạc Bá, Xích Thành và Khương Nguyên đều bại bởi Khương Chính. Lần này Khương Chính một mình chiếm hết phong tao rồi. Khương Nguyên mà không có tử trùng thì cũng quá kém cỏi Cả ngày cứ hắn chán trường như thế, lúc nào cũng ngủ khi đi học, không bằng cho ta tử trùng của hắn đi. Học viên xung quanh bàn tàn xôn xao, thể hiện sự không cam lòng, tiếc rẻ hoặc là ước ao. Gia lão học đường gọi tên từng người một, các học viên cũng liên tiếp đi lên trước nhận phụ cấp nguyên thạch rồi trở về chỗ ngồi. Tất cả mọi người im lặng. Sau khi phân phát hết tất cả phụ cấp, gia lão học đường dùng tay vỗ vỗ bàn. Thoáng chốc, cả học đường đã yên tĩnh trở lại. Thời gian thoáng qua, các ngươi đều đã nắm giữ được con cổ trùng thứ hai, thậm chí đột phá đến cao dài. Nửa năm trước các ngươi chăm chỉ khổ luyện, hôm nay cũng đã có nền tảng nhất định đây là lúc nên đi ra ngoài hoang dã rèn luyện một chút. Đó là chiến đấu chân chính chứ không phải là đánh nhau với các đối tượng vớ vẩn như người cỏ, người gỗ. Tiếp nữa sẽ là thông báo về khảo hạch giữa năm. Ba ngày sau sẽ tiến hành khảo hạch giữa năm, toàn thể học viên đầu phải tham gia. Nội dung khảo hạch là săn lợn rừng, lấy răng nanh thu gom được làm thành tích, thu gom được nanh lợn rừng càng nhiều thì thành tích càng tốt. Sau khi khảo hạch kết thúc, mỗi một chiếc nanh lợn rừng có thể đổi được 10 khối nguyên thạch. Mặt khác, cho phép săn bắt tập thể. Những lời của gia lão học đường vừa ra, cả học đường lập tức như bùng nổ. Cuối cùng cũng đến thời điểm khảo hạch giữa năm. Học viên mỗi khóa sẽ học tập ở học đường một năm, trong đó có một lần khảo hạch giữa năm và một lần khảo hạch cuối năm. Tính thời gian thì cũng đã đến lúc khảo hạch giữa năm. Nội dung khảo hạch mỗi khóa đều không giống nhau. Không ngờ khảo hạch giữa năm của khóa chúng ta lại là săn lợn rừng. Nhưng mà chuyện này phải làm sao đây? Tư chất của ta chỉ là loại đinh, Bản mệnh cổ cũng không phải cổ trùng công kích như Nguyệt Quang cổ, làm sao ta có thể săn giết lợn rừng đây? Vừa rồi ngươi không nghe sao, Gia lão đại nhân nói cho phép đi săn theo đội. Tư chất chúng ta không tốt hoặc là cổ trùng không xong thì có thể trợ giúp lẫn nhau, hợp tác với nhau. Đến lúc đó, mọi người cứ phân chia nhanh lợn rừng lấy được là được rồi. Mỗi một cái nhanh lợn rừng có thể đổi được 10 khối nguyên thạch, đây là phía học đường khen thưởng để khuyến khích chúng ta săn nhiều lợn rừng hơn. Thật sự theo giá thị trường một khối nguyên thạch có thể mua 20 cái nanh lợn rừng đó. Các học viên biểu lộ vẻ mặt khác nhau, người thì vui mừng, người thì chờ mong, người thì gọi bạn gọi bè. Ngay cả Khương Nguyên cũng phải hơi đổi sắc mặt. Thay đổi rồi, ta nhớ rõ nội dung khảo hạch giữa năm kiếp trước là thu thập mật ong rừng. Không ngờ hiện tại lại đổi thành đi săn lợn rừng. Đây là hiệu ứng cánh bướm sao. Bướm bướm vỗ cánh là có thể gây ra cơn lốc ở bờ bên kia đại dương. Một biến đổi nhỏ, qua những lần ảnh hưởng trồng chất thì cuối cùng có thể biến thành một biến đổi lớn. Từ lúc sống lại đến nay, Khương Nguyên đã làm ra rất nhiều thay đổi, hoàn cảnh hiện tại của hắn rất khác kiếp trước. Kiếp trước hắn đã sớm bị đám người Khương Chính bỏ xa mấy con phố, kiếp này hắn lại ngoan cường mà đứng trong đội quân học viên hàng đầu. Kiếp trước hắn không giết chết cổ Kim Sinh, thậm chí ngay cả mặt mũi của Kim Sinh cũng chưa từng thấy. Thế nhưng kiếp này, Hắn không chỉ giết chết của Kim Sinh mà còn từ đó đào móc ra bí mật bên dưới của Di Tàng Túy Tiểu Hành giả. Những thay đổi này giống như bướm đập cánh, bắt đầu gián tiếp ảnh hưởng đến xung quanh. Thay đổi của nội dung khảo hạch giữa năm chỉ là dấu hiệu thứ nhất hiện ra rõ ràng mà thôi. Ta tiếp tục ảnh hưởng như vậy thì liệu tiếp theo có thể phát sinh ra việc lịch sử hoàn toàn thay đổi hay không? Cứ như vậy, ưu thế sống lại của ta sẽ phải kém đi rất nhiều. Khương Nguyên biểu hiện ra bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Cảm giác gấp gáp và không biết làm sao cùng lúc kéo đến bao phủ tâm trí hắn, nhưng rất nhanh thì hắn đã khôi phục lại. Mặc kệ như thế nào, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì cũng không cách nào ngăn cản. Ta cần phải tích cực thay đổi mình, cho dù tất cả mọi việc đều thay đổi hoàn toàn thì ta cũng sẽ không vì những băn khoăn này mà làm chậm lại bước phát triển của mình. Kiếp trước ta đã đối mặt với một tương lai hoàn toàn không biết được, lẽ nào kiếp này ta lại không đủ dũng khí sao? Ha ha, dẫu rằng thế gian toàn là trong gai thì ta cũng muốn đạp bằng tất cả mở ra một đường máu. Mỗi cái nanh có thể đổi được 10 khối nguyên thạch, giá tiền này thật là cao. Ta có nên lấy đống nanh lợn rừng trong hang động ra hay không? Nếu như ta lấy đống nanh đó ra thì có thể dẫn đến nghi ngờ hay không? Không, có lẽ dựa vào tình thế chính trị của bộ tộc cổ nhật hiện nay, ta ngang nhiên ném ra đống răng nanh thì không chừng có thể lấy được hạt rẻ trong lò lửa. Khương Nguyên lại âm thầm lắc đầu, việc này có hơi quá mạo hiểm. Nếu thật sự tung ra những cái nanh này thì hắn có thể đạt được cái gì đây? hơn một trăm khối nguyên thạch sao chờ đã nguyên thạch cũng không quan trọng hay là ta lại mượn cơ hội này xây dựng hình tượng của ta một chút khương nguyên nghĩ đến đây đôi mắt không khỏi loé sáng hắn cần là cần im lặng mà phát tài khiêm tốn rồi lại khiêm tốn hơn nếu bị phát hiện bí mật về truyền thừa của túy tiểu hành giả thì ngay cả tính mạng của mình hắn cũng không bảo vệ được thế nhưng vị trí hiện tại của hắn có phần bất tiện hắn ở vào thế đối lập với toàn thể bạn học cũng tự do bên ngoài thể chế trong lòng của cao tầng hắn là một thiếu niên tư chất loại bính lạnh lùng lý trí bướng bỉnh khó bảo đầy vẻ bất mãn ấn tượng này cũng không tốt đó chẳng khác nào là dán nhãn không trung thành mà gia tộc lại cần trung thành trên thực tế bất cứ tổ chức nào cũng cần trung thành cho dù là thế giới nào trung thành cũng là một trong những giá trị quan được gióng chống khua chiêng mà tuyên dương trung thành với gia tộc trung thành với quốc gia trung thành với lãnh đạo trung thành với tình yêu trung thành với bạn bè vân vân Tu vi Khương Nguyên càng ngày càng cao, cao tầng cũng sẽ càng ngày càng chú ý, đồng thời, khi cần thiết, gia tộc cũng sẽ sử dụng thủ đoạn cứng rắn với Khương Nguyên. Đến lúc đó, Khương Nguyên sẽ rất bị động. Khương Nguyên không thích bị động, hắn thích nắm giữ trong tay quyền chủ động của tất cả mọi việc. Vì một loạt sự việc lúc trước nên Khương Nguyên cũng chỉ có thể làm đến đâu hay đến đó, mượn lực đả lực, rồi tạo thành ấn tượng này, đó cũng chỉ là tự bảo vệ trước những biến cố tức thời. Hiện tại, tự bảo vệ mình đã không thành vấn đề. Vấn đề là Khương Nguyên phải mạnh hơn. Cho nên hắn cần thay đổi ấn tượng này, làm cho Cao Tầng nghĩ rằng mình đã cúi đầu, gia nhập vào trong thể chế gia tộc. Nhưng thay đổi này cũng không thể quá đột ngột, khiến cho họ hoài nghi. Quan trọng hơn, việc gia nhập thể chế chỉ là tượng trưng, Khương Nguyên không thể nào thật sự gia nhập vào để rồi bị người điều khiển và hạn chế. Hắn có quá nhiều bí mật, hắn cần nhiều không gian tự do, vì vậy tình hình thực sự là hắn vẫn hành động một mình như trước. Chuyện khảo hạch giữa năm này chính là một cơ hội xem ra cần triển khai hành động một phen rồi đầu tiên thì bắt đầu từ việc chấn lột này đi ánh mắt khương nguyên bình tĩnh tất cả đều trong kế hoạch của hắn ngươi nói lần này khương nguyên chấn lột học viên tuy rằng đánh bại ba người khương chính xích thành và mặc bá nhưng lại tha không lấy đi nguyên thạch của bọn chúng nghe thị vệ bẩm báo trưởng lão học đường hơi kinh ngạc không dám dối gạt đại nhân quả thực là như vậy thị vệ đang quỳ trên đất lập tức trả lời ừm trưởng lão học đường không nói gì nữa chỉ khoát tay nói Việc này ta đã biết, ngươi lui xuống đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Thị vệ đi rồi, ra lão học đường liền rơi vào trầm tư. Lão vốn vẫn luôn chú ý việc này, lo lắng Khương Chính được khen thưởng 30 khối nguyên thạch rồi lại bị Khương Nguyên chấn lột tiếp. Nếu như vậy, khen thưởng nguyên thạch của học đường hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa, cứ dứt khoát thưởng toàn bộ cho cho Khương Nguyên là xong. Nếu Khương Nguyên thực sự làm như vậy, phía học đường sẽ tuyệt không cho phép, ra lão học đường đã chuẩn bị sẵn sàng nghiêm trị Khương Nguyên. Thế nhưng lão không ngờ, lần này Khương Nguyên không chỉ không thèm 30 khối nguyên thạch này mà còn chủ động tha cho ba người mặc bá, xích thành và Khương Chính. Khương Nguyên đã có cả trăm khối nguyên thạch trong người rồi, có lẽ hắn khinh thường 30 khối nguyên thạch này, chuyện này có thể hiểu được. Thế nhưng chủ động không chấn lột mặc bá, xích thành và Khương Chính, đây là vì lý do gì? Gia lão học đường suy nghĩ mãi, chân mày đang nhíu lại dần giãn ra. Lão đã hiểu rồi. Ba người mặc bá, xích thành, Khương Chính có thể nói là đại diện cho ba thế lực lớn trong gia tộc. Khương Nguyên bỏ qua ba đứa nó, không cần nói cũng biết, có nghĩa là hắn đang chủ động bày tỏ thiện chí với ba thế lực lớn này. Chuyện này cũng dễ hiểu, Khương Nguyên đổi cách nghĩ, hắn muốn tỏ rõ mình cúi đầu với gia tộc. Có thể hiểu được, theo việc không ngừng tu hành, mặc dù Khương Nguyên có tử trùng nhưng cũng đủ để cho hắn nhận thức rõ được tư chất loại Bính là không đủ. Trước đó hắn đã làm loạn mấy lần, tâm tình bất mãn được giải tỏa ra phần lớn rồi hiện giờ đoán chừng là hắn cũng đã rất yếu lòng và uất ức. Xem ra lời của tộc trưởng vẫn là có lý, dù sao Khương Nguyên chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, làm sao dám thách thức và ra khỏi thể chế gia tộc. Hiện giờ hắn đã bước đầu chấp nhận mất mặt, đợi khi hắn tìm được vị trí của mình thì hòa nhập vào gia tộc là chuyện tất nhiên. Nghĩ đến đây, gia lão học đường nhẹ nhõm, tâm tình không khỏi trở nên vui vẻ. Thời gian ba ngày thoáng chốc đã qua. Khảo hạch giữa năm đến. Mau, mau lên, lợn rừng đã bị ta dẫn đến. Một thiếu niên vừa chạy như điên vừa lo lắng gào to. Trên đôi chân cậu quấn một vòng gió xoáy màu xanh lục nhạt. Chính là nhờ vào hai vòng gió xoáy này mà một thằng nhóc trẻ tuổi như cậu mới có thể vượt qua tốc độ của phàm nhân bình thường. Nhưng mà, tốc độ con lợn rừng lao theo sau càng lúc càng nhanh, khoảng cách đến cậu cũng càng ngày càng gần. Mặt trời trói trang chiếu xuyên qua rừng cây, chiếu xuống trên người con lợn rừng, làm cho hai cái nanh của nó sáng trắng như tuyết. Lợn rừng tới, kéo căng sợi dây lên. Bốn thiếu niên đang mai phục kéo mạnh sợi dây thừng to chắc được giấu trong bụi cỏ lên. Thiếu niên đang chạy nhẹ nhàng nhảy vọt qua sợi dây chắn ngang này, tiếp tục chạy như điên về phía trước. Còn con lợn rừng phía sau lại bị té nhào đến lăn quay trên đất năm sáu thước. Oái, bốn thiếu niên cũng bị sợi dây thừng kéo đi, té lăn trên mặt đất giống như con lợn rừng. Bên trên, thiếu niên chạy ở phía trước đã quay lại, kêu to lên. Mấy người té trên mặt đất lúng cuống đứng dậy, bao vây quanh con lợn rừng. Răng rắc. Một gốc cây con nhỏ bé bị một lợn rừng đâm sầm vào, thân cây đứt gãy, tán cây cũng rơi xuống đất. Nguy hiểm thật. Cổ Nhật Xích Thành lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi. May mà vừa rồi ta kịp thời sử dụng Long Hoàng Khúc Khúc cổ nhảy sang trái ba thước, nếu không cái cây nhỏ này chính là kết cục của ta rồi. Vù vù vù. Nguyệt nhận bay lượn trên không trung bắn vào trên thân lợn rừng, tạo thành một vết thương vừa dài vừa mảnh. Cổ Nhật Mạc Trần có vẻ kích động, hai mắt lấp lánh, tinh thần hắn hoàn toàn đắm chìm trong trận đấu này. Sau nửa giờ, lợn rừng mất máu quá nhiều, rốt cuộc ngã xuống. Cổ Nhật Mạc Trần thở hổn hển, cũng đặt mông ngồi phịch xuống đất, cả người hắn không phải bùn đất thì là cỏ dại, đồng thời còn có cả mồ hôi nhễ nhại. Chiến đấu với một con lợn rừng sống sơ sơ quả nhiên khác hoàn toàn chiến đấu luyện tập với người gỗ, người cỏ. Ta mất hết nửa giờ mới có thể giết được một con lợn rừng, không biết tình hình của những người khác thế nào trên một một ngọn đồi hẻo lánh một cái lều được dựng tạm lên đỉnh lều đón lấy ánh mặt trời chói trang đổi lấy bên dưới là một vùng dâm mát dưới lều mấy chiếc ghế tựa được bày ra gia lão học đường ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị đang ngồi bên cạnh lão là các gia lão khác cùng với vài cổ sư đang đứng ở sau lưng bọn họ trong rừng cây xung quanh lều cũng có vài cổ sư đang ẩn núp lúc này rừng cây phía trước bỗng nhiên xôn xao lạ thường ù ừ. một vị cổ sư như một cái bóng chạy cực nhanh ra khỏi rừng cây sau đó quỵ gối xuống bên ngoài lều tình hình thế nào rồi gia lão học đường hỏi y khởi bẩm gia lão đại nhân cho đến giờ các học viên còn chưa có thương vong nào cổ sư vội đáp không tệ không tệ khảo hạch giữa năm đã qua thời gian một buổi sáng nhưng vẫn chưa có ai bị thương tình hình này cũng ít thấy ở những năm trước xem ra vẫn là gia lão học đường biết cách dạy dỗ những gia lão khác nghe như vậy thì đều hài lòng gật gật đầu đồng thanh tán thưởng Gia lão học đường lắc lắc đầu, ông ta biết rõ nguyên nhân. Đây là do Khương Nguyên đột nhiên trỗi dậy, chấn lột bạn học làm cho các học viên khóa này đều phải khổ luyện quyền cước cơ sở, từ đó mới có hiện tượng ngày hôm nay. Lão nhìn tên cổ sư quỳ trên đất này, tiếp tục hỏi, vậy cho đến hiện giờ, thành tích của đứa nào tốt hơn? Cổ sư lập tức đáp, bẩm báo đại nhân, cho đến hiện tại, bốn người cổ nhật Khương Nguyên, Khương Chính, Mạc Bá, Xích Thành đứng đầu trong danh sách. Trong đó, Xích Thành đã giết ba con lợn rừng, Khương Chính và Mạc Bá chém 5 con, Khương Nguyên nhiều nhất, đã thu hoạch được 8 con. Hử, không ngờ lại là Khương Nguyên tạm thời dẫn đầu. Học viên loại ất loại giáp lại bị loại bình áp chế. Từ trước đến giờ tình huống như vậy cực hiếm thấy. Không phải hắn có tử trùng sao, nói cách khác hắn có chân nguyên thanh đồng đạt đến cao dai, hắn có thể có thành tích như vậy cũng là dễ hiểu. Ta tin chắc rằng tiếp theo thì ba người Khương Chính, Mạc Bá, Xích Thành sẽ vượt qua hắn tuy rằng hắn có tử trùng nhưng tốc độ khôi phục chân nguyên còn xa lắm mới là đối thủ của học viên loại giáp, loại ất. Những gia lão khác bắt đầu bàn luận. Ngươi lui xuống đi. Gia lão học đường phất tay với cổ sư đang quỳ trên mặt đất, dặn dò những người khác nhất định phải làm tốt công tác bảo vệ. Nhất là an toàn của ba người khương chính, xích thành, mạc bá thì càng phải chú ý chặt chẽ. Dạ, đại nhân, cổ sư lui ra. Loại chiến đấu ngoài hoang dã này đối với đa số các học viên thì vẫn là lần đầu, do đó luôn có nguy hiểm nhất định, gia tộc đương nhiên là đã sớm có sắp xếp. Hơn 10 vị cổ sư nhị giai đang ẩn nấp trong núi rừng, theo dõi quá trình và sự an toàn của khảo hạch. Đồng thời, mấy vị gia lão tu vi tam chuyển cũng tọa chấn ở đây, chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Mặt trời nóng hừng hực từ trên đỉnh bầu trời chầm chậm hạ xuống vùng núi Tây Bắc. Giáng chiều hóa thành từng giải mây rực cháy, như thể ngọn lửa cuối cùng của mặt trời. Ánh tà dương chiếu vào trong rừng núi, một con lợn rừng nữa lại ngã xuống đất con thứ hai mươi ba khương nguyên thầm tính toán trong đầu rồi ngồi xổm xuống tách một cái răng nanh ra động tác rất thành thạo sau lưng hắn đang vác một cái túi trong túi đã đựng không ít nanh lợn rừng đồng thời hắn còn có một cái túi khác cũng đựng răng nanh làm ra vẻ như trước đó mình âm thầm giết lợn rừng mà lấy được những cái nanh này vốn được cất ở hang động trong khe đá khuya ngày hôm trước khương nguyên mới bí mật lấy ra giả vờ bỏ vào trong túi rồi trôn giấu ở một chỗ kín đáo Ta biết rõ địa hình và tình hình phân bố của lợn rừng. Hơn nữa ta còn có chân nguyên cao, dài thúc dục nguyệt quang cổ, còn được kết hợp với tiểu quang cổ nữa. Hiệu suất săn lợn rừng của những người khác nhất định không cao bằng ta. Chỉ bằng vào cái túi sau lưng ta thì đã có thể chắc chắn lấy được hạng nhất. Chờ một hồi, ta lại lấy thêm ra một cái túi khác. Không biết những người khác sẽ có vẻ mặt thế nào đây. Ha ha. Khương nguyên ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng nên đi lấy một túi khác ra rồi. Nghĩ đến đây trong đầu hắn lập tức hiện ra một tấm bản đồ. Mấy ngày qua, hắn đã ghi nhớ kỹ bản đồ gia thú vào trong đầu. Khương Nguyên biết rất rõ vị trí hiện tại của mình, chỉ cần quẹo trái, đi xuôi theo một con suối một khắc chung là có thể đến địa điểm giấu cái túi. Thế nhưng hắn vừa muốn đứng dậy thì bỗng do dự một chút. Theo vị trí hiện tại, ta chỉ cách ký hiệu vòng tròn đỏ gần nhất 5-600 mét. Cơ hội khó có được, ta có nên đi nhìn thử xem không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã không thể nào ngừng lại nữa. Dù sao cũng đã thắng chắc, Khương Nguyên cũng còn thời gian tương đối đầy đủ. Tấm bản đồ gia thú có ba ký hiệu vòng tròn đỏ, ba chỗ này có thể nói là vô cùng quan trọng với Vương Lão Hán, cũng là ký hiệu duy nhất ta không đoán được ý nghĩa, không biết nó chỉ điều gì. Cứ đi xem thử. Tất nhiên Khương Nguyên biết trong khảo hạch sẽ có cổ sư âm thầm theo dõi, thế nhưng hắn chính là cần nhân chứng như vậy. Lúc này, hắn giả vờ làm bộ dạng như phải tiếp tục đi săn lợn rừng rồi bước sâu vào trong núi. Sau nửa khắc chung, hắn đi đến địa điểm đánh dấu bằng vòng tròn đỏ trên bản đồ đó là một gian nhà gỗ nhỏ khuất trong một gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê nếu không quan sát cẩn thì thật sự sẽ không phát hiện ra được đây là địa điểm vương lão hắn ở tạm lúc đi săn sao khương nguyên nhíu mày trong lòng không khỏi nghi ngờ hắn bò vào trong nhà gỗ lúc thấy cảnh tượng bên trong sắc mặt hắn chợt biến không gian trong nhà gỗ cũng không lớn nhưng có rất nhiều thứ nhìn qua có vẻ vô cùng lộn lộ xộn chính giữa sàn nhà là một tấm chăn lông dày màu vàng sậm sát vách là một lò sắt đốt củi khô trên lò còn đang đặt một cái ấm nước bằng đồng bên trong lò có than cháy đen hai bên thì có một đống củi còn chưa đốt đừng nghĩ là mùa hè buổi tối trong núi vẫn lạnh như thường mặc dù lò nhỏ nhưng đốt lửa lên là có thể làm cho cả gian nhà gỗ ấm áp trong gian nhà gỗ có hai cửa sổ hai ba sợi dây thường buộc quanh khung một cửa sổ răng ngang qua phòng sau đó cố định ở khung một cửa sổ còn lại trên dây thường treo vào món quần áo cũ rách, đầy miếng vá, rõ ràng là quần áo người lớn. Những bộ quần áo này còn hơi ẩm, chưa hoàn toàn khô. Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rơi vào trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ chìm trong màn hôn ám, chui rìu sắt, đao săn nơi góc tường đều được quấn ra thú, trên lưỡi đao còn sót lại vết màu đỏ sậm. Ở một bức vách khác thì dán một tờ giấy trúc, ngay chính giữa cắm một cây dao găm. Trên giấy trúc vẽ gương mặt của một thiếu niên, không ngờ chính là khuôn mặt của khương nguyên tất cả đều cho thấy trong thời gian gần đây có một người sống ẩn cư trong gian nhà gỗ khó tìm thấy này mục đích của người này rất dễ thấy đó chính là khương nguyên được vẽ trên tờ giấy trúc trên giấy cắm một cây dao găm biểu đạt sâu sắc ý nghĩ đáng sợ của gã trước cảnh tượng như vậy đương sự là khương nguyên cũng không kiềm được mà tái mặt kẻ này muốn làm gì vì sao nhằm vào ta không hay đó không phải ta mà là khương chính Suy nghĩ trong đầu Khương Nguyên quay cuồng. Khương Chính có tư chất loại giáp, thiên tài loại giáp duy nhất của bộ tộc Cổ Nhật trong 3 năm qua, là hy vọng của bộ tộc Cổ Nhật. Nếu có thể đào tạo được, nó sẽ chính là ngọn cờ đầu kế tiếp của gia tộc. Thế nhưng việc đào tạo rốt cuộc cũng cần một quá trình. Trong quá trình này, có tai nạn do ý trời, càng có tai họa do con người làm. Tai nạn do ý trời thì không cần nói đến, chủ yếu là tai họa do con người gây ra. Mọi người đều biết Núi Thanh Mao không phải chỉ có một mình cổ Nhật Sơn trại mà còn có Bạch Gia trại, Hùng Gia trại. Hai thế lực này tuyệt đối sẽ không nhìn thấy bá chủ truyền thống là bộ tộc cổ Nhật, thuận lợi bồi dưỡng được được một vị thiên tài loại giáp. Do đó, phái thích khách ám sát là chuyện thường tình. Trên thế giới này, thiên tài ít ỏi mà thuận lợi trưởng thành lại càng ít ỏi hơn. Cổ sư có tư chất loại giáp không phải là không có. Ba năm trước, trong bộ tộc cổ Nhật cũng đã từng xuất hiện qua, những năm trước nữa, Thiên tài như vậy cũng đã xuất hiện nhiều lần. Thế nhưng, tổng cộng trong mấy năm nay, ba đại sơn trại trên núi Thanh Mau chỉ đào tạo được một vị thiên tài loại giáp, đó là Bạch Hoa Băng của Bạch Gia Trại, người hôm nay đã có tu vi tam chuyển. Chỉ riêng hiện tượng này cũng đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Kẻ này là người của Bạch Gia Trại hay là Hùng Gia Trại? Hiện giờ bọn họ sẽ bắt đầu tiêu diệt cổ nhật Khương chính sao. Khương Nguyên nhíu mày, nhìn chằm chằm bức chân dung trên vách gỗ. Nhưng tại sao trên bản đồ gia thú của Vương Lão Hán lại có ký hiệu của gian nhà gỗ này? Lẽ nào Vương Lão Hán là nội ứng mà thế lực khác lén lút cài vào? Không đúng, kẻ này là nhầm vào ta. Trong mắt Khương Nguyên chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Giờ phút này, hắn nhớ lại rất nhiều hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất, lúc ở cạnh hố bẫy, hắn nghe thấy đoạn đối thoại của bốn tên thợ săn trẻ tuổi. Một thợ săn nói, Vương Nhị Ca, ta nói Tết năm nay huynh cũng đã 19, lớn vậy rồi cũng nên cưới vợ sinh con đi. Vương Nhị lại nói, "Hừ, nam tử Hán Đại Trưởng Phu làm sao lại ham mê chút mỹ sắc nho nhỏ này. Một ngày nào đó, ta muốn rời khỏi núi Thanh Mao này, ra ngoài lang bạt, đi khắp thiên hạ, vậy mới không hổ thân nam nhân này của ta." Hình ảnh thứ hai, là sau khi hắn tự mình ra tay, Vương Nhị lại vô cùng bình tĩnh. Gã Dương cung cài tên, nhắm thẳng vào Khương Nguyên, còn ba người kia thì đã cầu xin tha thứ. Hình ảnh thứ ba là câu hỏi của Khương Nguyên. "Ta hỏi các ngươi, trong nhà Vương Lão Hán còn người nào nữa không? Một thợ săn đáp, Vương Liệp Đầu vốn là còn một bà vợ nhưng hơn 10 năm trước, bà ta đã bị sói hoang sông vào thôn giết chết. Trước khi vợ Vương Liệp Đầu chết thì đã sinh cho lão hai trai một gái. Thế nhưng con lớn nhất là Vương Đại đã chết vào 3 năm trước lúc lên núi đi săn. Nhà họ Vương đã không còn ai nữa. Tôi, tôi nhớ ra rồi. Thực ra Vương Lão Hán còn có một con dâu, chính là vợ của Vương Đại. Thế nhưng sau khi Vương Đại mất tích, vợ gã cũng chết vì tình. Năm đó bề trên trong sơn trại còn đặc biệt đưa đến một đền thờ trinh tiết. Nhưng mà tôi nghe nói, thực ra vợ vương đại muốn tái giá nhưng bị vương lão hán bức tử. Đại nhân ngài giết vương lão hán là trừ bạo an lương, tạo phúc cho dân chúng. Thợ săn còn lại vội vàng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Đại nhân, thực ra chúng tôi cũng đã không vừa mắt vương lão đầu này từ lâu. Hừ, lão có gì hơn người, chẳng phải cũng đi săn như chúng tôi sao. Rõ ràng đều là phàm nhân mà lại làm như mình rất đặc biệt, khăng khăng rời khỏi làng rồi tới nơi này ở. Đám hậu bối chúng tôi nhiều lúc muốn thỉnh giáo kinh nghiệm của lão, lão lại đuổi thẳng chúng tôi đi, không cho cho chúng tôi xuất hiện gần nhà gỗ. Cả nhà vương lão hán dọn ra khỏi làng, một mình một chỗ. Con cả vương đại chết trong núi lúc đi săn vào ba năm trước. Vợ vương đại muốn tái giá, bị vương lão hán bức tử, được một đền thờ trinh tiết. Vương lão hán đánh đuổi tất cả những người trẻ tuổi muốn thỉnh giáo kinh nghiệm đi săn. Vương lão hán một lòng muốn giấu giếm bản đồ gia thú, trên tờ giấy trúc giao cho Khương Nguyên hoàn toàn không vẽ ba vòng tròn đỏ này. Vương nhị còn trẻ tuổi nhưng rất bình tĩnh khi đối mặt với cổ sư. Hơn nữa gã còn không cưới vợ, trong lòng có chí lớn vượt qua khỏi tầng lớp phàm nhân. Càng quan trọng hơn là, vị trí ký hiệu vòng tròn đỏ trên bản đồ gia thú là một nơi ở bí mật. Ở nơi này hiện rõ dấu hiệu có người sống ở đây. Đồng thời người này có ác ý mãnh liệt đối với Khương Nguyên hoặc Khương Chính. Từng manh mối này, nếu tách rời ra sẽ khó lòng phát hiện ra nhưng một khi liên hệ với nhau thì có kỳ quặc. Khương Nguyên càng suy nghĩ càng cảm thấy tầng tầng sương mù dày đặc bao phủ trước mắt càng ngày càng loãng hơn. Ánh chiều tà chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chiếu dọi lên gương mặt của hắn, vạt nắng dày đặc đến như thể một mảng màu máu. Xung quanh dường như rơi vào trong tĩnh lặng, có phải có người vẫn luôn theo dõi sau lưng hay không? Đột nhiên, đôi mắt Khương Nguyên tỏa sáng, ánh mắt như thể nhìn xuyên thấu thời gian. Hắn đã nhìn thấy chân tướng vương đại vẫn chưa chết giờ phút này đôi mắt hắn sáng rực rỡ không chỉ không chết gã còn tình cờ trở thành một tên cổ sư ma đạo không phải phàm nhân không có tư chất tu hành mà là thể chế gia tộc vẫn luôn nắm giữ chặt chẽ phương pháp tu hành cổ sư trong tay nhưng chuyện trên thế gian chưa bao giờ có tuyệt đối phàm nhân cũng có tiền lệ tu thành cổ sư tỷ như như bất ngờ gặp được hy vọng cổ ở ngoài hoang dã rồi mở ra được không khiếu tỷ như thừa kế một truyền thừa lại tỉ như được một người trong gia tộc lén lút truyền thụ, vân vân. Nhưng từ trước đến nay, những cổ sư như vậy không được gia tộc dung tha, nhiều nhất là chỉ có thể trở thành tay chân vào ngoài của gia tộc. Vì vậy, những người không cam lòng sẽ trở thành cổ sư độc lai độc vãng, tu hành vô cùng gian khổ. Ngày nay qua ngày khác, để tranh giành tài nguyên, bọn họ phải đốt giết cướp bóc, thế là bước vào ma đạo. Vì một cơ duyên nào đó, có có khả năng lớn nhất là ở trên thi thể một cổ sư lấy được một món di sản, Vương Đại đã trở thành một gã cổ sư vào ba năm trước. Để che giấu tai mắt người khác, gã tung tin giả là đã chết, trên thực tế cũng không có ai từng thấy thi thể của gã. Sau khi cả nhà vương lão hán biết chuyện này thì dọn ra khỏi làng, mạo hiểm bị giã thú tập kích mà ở một mình một chỗ cũng vì tiếp tục che đậy chân tướng này. Cách mỗi một khoảng thời gian, vương đại sẽ về nhà ở. Vương lão hán bèn đánh đuổi vài tên thanh niên đến nhà thỉnh giáo kinh nghiệm. Sau khi vương nhị ở cùng với ca ca vương đại, e ngại với cổ sư dần dần biến mất, một cách tự nhiên, gã này sinh ra mong muốn mình cũng phải trở thành cổ sư, ra ngoài lang bạt. Vì lo lắng dấu vết của Vương Đại sẽ tiết lộ ra ngoài nên Vương Nhị lớn tuổi như vậy nhưng cũng không liều lĩnh cưới vợ. Vương Đại cũng không thể ở trong nhà mãi, cho nên Vương Lão Hán vẽ ra ba vòng tròn đỏ trên bản đồ gia thú, ba chỗ này hẳn đều là chỗ ở bí mật giống như vậy. Thỏ khôn có ba hang, Vương Đại Luân Phiên ở lại ba chỗ này, sống trong kẽ hở giữa các thế lực của ba đại sơn trại. Cuối cùng thì đến thời khắc này, ý nghĩa của ba vòng tròn đỏ này cũng đã sáng tỏ. Màu đỏ thường có đại cho thứ nổi bật, quan trọng. Đối với Vương Lão Hán mà nói, đó là chỗ ở của đứa con con trai lớn nhất. Cho nên khi Khương Nguyên muốn Vương Lão Hán vẽ bản đồ, Lão không vẽ ba vòng tròn đỏ này lên giấy trúc là vì muốn bảo vệ con trai lớn nhất của mình. Đồng thời, Lão cũng vẽ ít đi vài cái dấu chéo đỏ, muốn báo mối thủ giết con. Có lẽ vào một thời điểm cố định trong năm, Vương Đại sẽ phải trở về ở một thời gian ngắn. Sau khi trở về, gã nhìn thấy người nhà đều chết hết gã bí mật thăm dò thì cha ra ta cho nên dùng dao găm cắm vào bức họa của ta nhất định là muốn tìm ta báo thù nhờ vào từng trải kiếp trước khương nguyên gần như có thể tin chắc rằng đây là chân tướng nếu như thế lực khác muốn ám sát khương chính thì hoàn toàn có thể làm bí mật hơn cũng không cần phải cài nội gián phàm nhân như vương lão hán vậy dù sao vương lão hán cũng ở dưới chân núi chứ không phải bên trong cổ nhật sơn trại không ngờ ta chỉ vì một tấm bản đồ mà rước lấy một sát thủ ma đạo. Chuyện trên thế gian này quả là kỳ diệu. Khương Nguyên không khỏi cười mỉa mai. Hắn trước là giết vương nhị, sau giết vương lão hán, vương gia muội tử là để lấy bản đồ gia thú dễ dàng hơn. Vương lão hán là thợ săn số một trong các thôn trang phụ cận, bản đồ gia thú của lão đương nhiên là có giá trị nhất. Lúc đó hắn nghĩ, tính mạng của ba phàm nhân thôi, không gây ra chuyện gì lớn, tiện tay giết thì giết. Trên thế giới này, bất cứ ai cũng có quyền sống và bất cứ ai cũng có thể chết. Thật không ngờ, bây giờ hắn lại có thể đụng tới một cổ sư ma đạo. Đối với chuyện này, Khương Nguyên không hối hận chút nào, trái lại hắn cảm thấy may mắn. Nếu như lúc đó hắn nhân từ nương tay thì khi lấy bản đồ gia thú của nhà họ Vương, Vương Nhị, Vương Lão Hán, Vương Gia muội Tử đều sẽ là trở ngại lớn. Vì bảo vệ bí mật của Vương Đại, bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy ra bản chính. Chiến lực của Vương Nhị đã có thể giết chết cổ sư nhất chuyển cao dài vương lão hán càng lão luyện hơn nếu thật sự chém giết uy hiếp từ lão còn lớn hơn vương nhị cho dù là được bản chính vương lão hán cũng sẽ nói tỉ mỉ chuyện này cho vương đại vương đại sẽ lập tức biết được tin tức chính xác của khương nguyên cho dù gã giải quyết thế nào thì gã ở trong tối khương nguyên ở ngoài sáng quyền chủ động luôn được nắm chắc trong tay gã may mà ta vừa ra tay thì giết người ngay mặc kệ như thế nào ta vẫn luôn nắm cục diện trong tay cho dù cuối cùng không lấy được bản chính thì ta cũng không tổn thất lớn ta còn có thể cướp của thợ săn khác. Hơn nữa, ta dứt khoát giết vương lão hán và con gái, điều này sẽ khiến vương đại phải hao tốn thời gian để thu thập tình báo của ta. Không cần nói nữa, hai thợ săn trẻ tuổi sống sót kia nhất định đã bị giết người diệt khẩu, Khương Nguyên hoàn toàn hiểu rõ trong lòng. Người biết chuyện chỉ có vài người mà vương đại sẽ không ra tay với Giang Hạc. Một khi Giang Hạc chết, trong tộc sẽ phái người đi điều tra, còn hai thợ săn mất tích trên núi thì rất dễ dàng qua mặt. Giang Hạc cũng sẽ không vạch trần chuyện đó, vì đánh giá trong tộc đối với mình, Giang Hạc thậm chí còn sẽ che giấu dùng vương đại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn quan tâm đến bể cá mini có thể tham quan gian hàng Shopee của mình nhé.